chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bitcoin Việt Nam Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách các bạn có thể săn Retroactive Airdrop của một dự án thuộc hàng top TVL ở trên hệ sinh thái của Sui Thì nếu như mà bạn chưa biết về dự án này thì mình sẽ giới thiệu qua một chút nhé Dự án có tên là Navi Protocol và mình sẽ chia sẻ về lý do mà tại sao chúng ta lại nên cày Retroactive ở trên Navi Protocol Đầu tiên thì Navi Protocol là một giao thức lending borrowing hay còn hoạt động với mô hình là cho vay mượn token ở trên hệ sinh thái của Sui và tại Navi Protocol thì người dùng có thể uh, vay này hoặc là cho vay hoặc là trở thành người cung cấp thanh khoản để có thể nhận về lợi suất với cái mức APY khá là hấp dẫn. Và theo thông tin cập nhật từ dự án thì dự kiến là từ quý 1 cho đến quý 2 năm 2024 thì Navi Protocol sẽ ra mắt token Navi một số thông tin nổi bật về Navi Protocol mình sẽ cập nhật cho mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình của mình nha. Đầu tiên thì đây là một nền tảng Lending Boring top 1 ở trên Sui hiện tại thì đang chiếm TVL mọi người có thể kiểm tra ở trên DeFi Llama. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên DeFi Llama thì chúng ta sẽ thấy là với cái sự tăng trưởng tăng mạnh mẽ của TVL ở trong cả hệ sinh thái của Sui thì sẽ có hai dự án. Một là Scalop và cái thứ hai là Navi Protocol. Đây là hai dự án hoạt động về mảng lending và borrowing, hoạt động cực kỳ active ở trên hệ sinh thái của Sui. Và mọi người có thể nhìn thấy là cái sự tăng trưởng của TVL tăng liên tục giữa hai hệ sinh thái này. Đối với Scalop thì mình cũng đã có một video để hướng dẫn cách các bạn có thể săn airdrop ở trên đó rồi. Và Navi Protocol sẽ là dự án thứ hai mà chúng ta sẽ không thể bỏ qua khi mà chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội nhận được retroactive airdrop từ các dự án ở trên Sui nha. Đó mọi người có thể nhìn thấy cái sự tăng trưởng TVL tại đây và hiện tại ở trên Navi Protocol thì TVL đang đạt được là khoảng gần 100 triệu đô đó ngoài ra thì đối với navi protocol thì các bạn cũng sẽ có thể có một số thông số khác như là hiện tại thì nền tảng này đang có khoảng hơn 778.000 người dùng khi mà khởi chạy cái TVO mình cập nhật ở trên thông số này với TVO ở trên DeFi Lama ấy, nó sẽ hơi chênh nhau một chút nha. Nên là các bạn có thể theo dõi ở trên DeFi Lama thì nó sẽ cập nhật real time hơn cho mọi người ha. Và không thể không kể đến một số nhà đầu tư nổi bật của Navi Protocol bao gồm như là Minston Lab, Coi 98, Get.io thì đây Thứ nhất, Minston Lab là một đơn vị đứng sau sự phát triển của Sui Nên là nếu như mà có sự invest của cái dự án này Thì chúng ta có thể thấy là Navi là một trong những dự án cực kỳ legit Và có thể đảm bảo được an toàn uh, về cái độ uy tín này Cũng như là cái tiềm năng và cái cơ hội Khi mà dự án có thể airdrop token của người dùng trong tương lai nhé và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cách các bạn có thể cài retroactive ở trên Navi Protocol. Bởi vì Navi Protocol là một nền tảng lending borrowing nên là các bạn chỉ cần thực hiện hai cái hoạt động chính thôi, một là các bạn sẽ supply supply token mà các bạn sẵn có ở trên nền tảng thì có thể là supply sui này usdc hoặc usdt vsui đây là một cái lst mới của sui nha thì các bạn khi mà supply thì các bạn sẽ nhận được apy cũng như là được tích điểm ở trên navi và cái thứ hai là các bạn sẽ borrow token thì các bạn có thể borrow sui hoặc là token status và cái thứ ba là các bạn sẽ có thể nhận thưởng hàng tuần ở trên Navi Liquidity Incentive. Thì đây là một cái chương trình đặc biệt của Navi thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ kỹ hơn nhé và mình sẽ có một cái cơ chế để có thể tính điểm khi mà các bạn thực hiện các hoạt động lending và borrowing ở trên navi ấy, thì các bạn lưu ý đến cái cách các cái điểm được tính ở trên nền tảng này thì có ba cái loại điểm mà được tính dựa trên hoạt động của các bạn bao gồm là supply này, borrow và activity point thì đây là activity point thì là các cái thao tác để có thể sử dụng nền tảng ví dụ như là các bạn sẽ claim thưởng này hoặc là supply borrow thì cái cơ chế phân phối điểm thì mình các bạn có thể theo dõi ở trên cái màn hình của mình cơ chế phân phối điểm của supply này, borrow và activity point thì các bạn có thể nhìn thấy là cái điểm được phân phối cho hoạt động supply và borrow nó sẽ cao hơn cái hoạt động mà của activity point nên mình nghĩ là các bạn nên tập trung nhiều hơn vào cái phần supply và borrow để có thể tăng được điểm của mình nhé và có một cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng Navi Protocol ấy, đó chính là khi mà các bạn sử dụng càng lâu thì các bạn sẽ được tích càng nhiều điểm kể cả những bạn nào có vốn thấp nhưng mà thời gian của các bạn tham gia vào nền tảng này càng lâu ấy, thì điểm của các bạn càng cao và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có cơ hội nhận Retroactive EROC cao hơn đó, nên là chúng ta hãy uh, nhanh chóng có thể thực hiện các cái hoạt động tương tác ở trên nền tảng của Navi và không bỏ lỡ cơ hội tích điểm ở trên nền tảng này nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các cái bước hướng dẫn chi tiết các bạn có thể landing, borrow cũng như là kiểm tra điểm ở trên hệ thống của Navi như thế nào nha Đầu tiên ý, thì các bạn truy cập giúp mình vào naviprotocol.io mình sẽ đính kèm cái đường link này ở phía dưới phần mô tả video để các bạn truy cập vào Và lưu ý là hãy truy cập vào đúng đường link này và tránh click vào những đường link scam Thì nếu không mà các bạn sẽ có thể bị mất token của mình nhé sau khi mà các bạn truy cập vào trang chủ của Navi xong thì các bạn sẽ kết nối với ví xui của mình nhá Thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy ngay lập tức cái hoạt động chính ở trên Navi đấy chính là supply hoặc là borrow thì các bạn có thể thực hiện supply hoặc là borrow để có thể tích điểm. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách các bạn có thể supply nha. Thì các bạn có thể uh, kiểm tra cái bảng bên tay trái màn hình của mình ở đây. Thì đây là một hệ thống các cái token mà các bạn có thể cung uh, có thể cho lending, supply có nghĩa là lending và khi mà các bạn landing ý, thì các bạn sẽ nhận được cái apy từ nền tảng thì hiện tại mình đang thấy là cái apy ở trên navi đang là cao nhất nó sẽ cái việc supply này nó cũng giống như là việc các bạn stake token ấy tuy nhiên thì khi mà các bạn stake token ấy thì cái token đấy nó sẽ bị khóa ở trên nền tảng còn cái việc mà các bạn supply các bạn đi lend ở trên navi thì token của các bạn sẽ không bị khóa và các bạn có thể rút bất cứ lúc nào cái token đấy mà các bạn muốn thì các bạn có thể nhìn thấy một loạt các cái danh sách về tài sản được hỗ trợ lending ở trên này với apy tương ứng thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái token mà các bạn mong muốn và các bạn sẵn có ở trên ví của mình để các bạn tham gia supply các bạn có thể chọn xui này hoặc là stable coin như là usdt hoặc usdc sau khi mà các bạn chọn xong ấy thì các bạn quay sang cái phần supply này. Đó thì ở đây thì mình đang chọn là supply xui nhé. Sau khi mà chọn supply xui thì các bạn sẽ nhập cái số lượng token mà các bạn muốn supply vào. Ví dụ, mình sẽ supply 4 token xui chẳng hạn. Đó, sau khi mà các bạn nhập xong thì các bạn chỉ cần bấm supply. Sau đó thì xác nhận cái giao dịch ở trên ví xui là hoàn thành sau khi mà các bạn hoàn thành xong cái việc là cho supply ở trên này rồi thì các bạn chỉ cần đợi cái apy đấy nó được phân bổ về ví của mình thôi thì các bạn có thể truy cập vào cái phần reward Tại phần reward này thì các bạn truy cập vào cái mục supply reward thì các bạn sẽ thấy được các cái phần thưởng được trả về theo đợt nha. Thì ở đây thì mình thấy là thường thì Navi nó sẽ trả cái phần thưởng đấy theo ngày hoặc là theo 2 đến 3 ngày. Thì các bạn có thể chọn claim toàn bộ cái phần token này về và tiếp tục cho cái token đấy đi landing thì các bạn chỉ cần bấm vào claim ô này sau đó thì xác nhận giao dịch uh, những cái phần thưởng mà các bạn nhận được ấy, khi mà các bạn stake ở trên ví đây các bạn có thể nhìn thấy đây đó hiện tại thì mình đang stake khá là ngắn thôi nên là cái phần thưởng nó đang không nhiều nên là các bạn có thể claim luôn hoặc các bạn có thể tích lũy uh, đợi đến cái lúc mà phần thưởng nó nhiều hơn một chút ý, thì các bạn sẽ bấm uh, claim và có thể mang tiếp tục nhá quay trở lại cái phần supply này đó và các bạn sẽ add thêm cái phần thưởng các bạn vào để tiếp tục cung cấp thanh khoản và tăng cái điểm point của các bạn ở trên nền tảng của Navi. Đó, đấy là cách mà các bạn sẽ liên tục có thể gia tăng được cái điểm các bạn tích lũy ở trên Navi Protocol nha và trong trường hợp mà các bạn không muốn uh, cho vay ở trên navi nữa các bạn muốn rút tài khoản của mình ra các bạn nhập cái số lượng xui các bạn muốn rút Sau đó thì bấm withdraw và xác nhận giao dịch ở trên ví xui Giống như là khi mà các bạn cho đi lending là hoàn thành Đó, và các bạn có thể nhận ngay lập tức cái số tốc quyền đấy về ví Thì đấy là về cái hoạt động supply Còn đối với borrow thì các bạn thực hiện tương tự ở trên cái tab borrow và khi mà các bạn thực hiện cái việc borrow ở trên Navi ấy, thì các bạn lưu ý nha Đó chính là kiểm tra cái chỉ số health factor của mình các bạn lưu ý cái chỉ số health factor này Tức là cái chỉ số an toàn của cái khoản vay của các bạn Các bạn chỉ cần bấm vào cái phần risk detail này thì các bạn sẽ thấy Nếu như cái health, cái chỉ số health factor của các bạn ở dưới 1 Thì cái tài khoản, cái tài sản của các bạn sẽ bị thanh lý Nên là chúng ta sẽ không được để cho nó ở dưới 1 khi mà các bạn borrow ở trên xui Và có một cái cách để mình tính toán nó an toàn ấy Đấy chính là các bạn sẽ vay khoảng 20% Tương đương với cái tỷ lệ các bạn cho đi supply Ví dụ như là các bạn supply 1.000 xuôi thì các bạn sẽ vay 20% của 1.000 xuôi đó Tức là nó rơi vào khoảng 200 xuôi để các bạn vay Thì lúc này thì cái tỷ lệ uh, giữa cái tài sản mà các bạn uh, thấy chấp cũng như là cái khoản vay của các bạn ấy Nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn để tránh cho cái việc là tài sản của các bạn bị thanh lý Và hãy liên tục kiểm tra cái chỉ số health factor này Đảm bảo cho nó không bị dưới một để tránh cho cái trường hợp tài khoản của các bạn sẽ bị thanh lý nha và cũng tương tự đối với cái hoạt động của supply ấy. supply thì là cho vay các bạn không muốn cho vay nữa thì các bạn rút còn đối với borrow là hoạt động mượn à, mượn xong rồi thì các bạn sẽ cần phải trả đúng không ở đây trên navi thì nó sẽ không giới hạn cái khoảng thời gian các bạn phải trả mà nó chỉ có liên quan đến các cái chỉ số Health factor thôi đó nếu mà cái khoản vay của các bạn gần chạm đến mức thanh lý rồi thì các bạn sẽ cần nhanh chóng để có thể hoàn trả lại khoản vay đấy để tránh cái tài khoản của các cái tài sản của các bạn bị thanh lý nha. Thì các bạn cũng sẽ chỉ cần truy cập vào phần repay, tức là cái phần trả lại cái khoản vay đấy và nhập cái số lượng token mà các bạn muốn trả. Các bạn có thể trả hết toàn bộ cái số lượng token mà các bạn đã vay hoặc các bạn có thể lựa chọn trả một phần. Sau khi mà nhập xong thì các bạn cũng chỉ cần bấm repay xui và xác nhận giao dịch trên ví xui là giao dịch của các bạn đã được thực hiện thành công. Đó thì vừa rồi là phần hướng dẫn của mình về cách mà các bạn có thể landing và borrow ở trên Navi nha một cái nữa mà các bạn có thể kiểm tra được đó chính là cái phần activity này thì các bạn sẽ bấm vào giúp mình trong cái phần leaderboard tại đây ý, thì Navi Protocol đang có một cái chương trình đấy chính là tính điểm cho người dùng thì tại đây nha các bạn có thể được tính điểm dựa trên các cái hoạt động của các bạn tham gia vào nền tảng Navi này điểm này ý, thì sẽ được cập nhật khoảng uh, được cập nhật theo tuần nhé các bạn sẽ được cập nhật theo tuần về các cái số điểm các bạn tích lũy thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là có ba cái loại điểm một là việc mình hoạt động ở trên Navi này thì cái đây là được nhận cái bôn điểm thấp nhất mọi người có thể quay trở lại cái bảng này của mình nha quay trở lại cái bảng này thì các bạn sẽ thấy được các cái phần phân phối điểm của navi dành cho các hoạt động của người dùng đó thì uh, nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng token mà các bạn muốn uh, mà các bạn đã tham gia vào lend hoặc là borrow thôi nếu như mà các bạn muốn tăng điểm của mình lên thì các bạn hãy tăng cái số lượng uh, tiền mà các bạn cho lending hoặc là borrow đi là ok đó thì các bạn có thể theo dõi cái điểm ở đây và cái bảng xếp hạng cũng như là số thứ tự của các bạn thì sẽ được cập nhật ở đây ha. Đó thì cái tổng điểm này cũng như là vị trí của các bạn thì đang được thống kê hết tại đây. Và vừa rồi là phần giới thiệu của mình về cách mà các bạn có thể tham gia về landing borrowing cũng như là tích điểm ở trên nền tảng Bên cạnh cái việc là các bạn tham gia landing và borrow ấy, Thì Navi Protocol cũng thường xuyên ra mắt các cái chương trình để các bạn có thể tăng cái số điểm của mình lên Các bạn có thể nhận được 1.000 điểm hoặc 2.000 điểm tùy theo chương trình mà dự án cung cấp Thì để có thể tham gia vào những chương trình này thì một là các bạn hãy tham gia vào Twitter của Navi Theo dõi các cái kênh mạng xã hội của dự án để cập nhật những cái sự kiện đấy nhanh nhất có thể hoặc cách thứ hai nhanh hơn đấy chính là các bạn sẽ truy cập vào cái nhóm chat cũng như là kênh thông báo của Bitcoin Việt Nam. Thì đội ngũ admin nhà mình đang follow dự án này rất là kỹ và khi mà Navi có bất kể một cái chương trình nào để có thể tăng điểm cũng như là kéo thêm người dùng vào ấy thì bên mình cũng sẽ giới thiệu cũng như là đưa ra các cái cách hướng dẫn các bạn tham gia chi tiết từng bước một. Và nếu mà có quá trình khó khăn gì thì các bạn sẽ có thể truy cập vào nhóm và uh, đội ngũ admin sẽ tham gia và hỗ trợ mọi người nha. Tiếp theo là một số lưu ý cũng như là cái tips khi mà các bạn cho retroactive ở trên Navi Protocol nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy chú ý đến tần suất thực hiện bởi vì cái điểm ở trên Navi ấy thì sẽ được cập nhật hàng tuần và các bạn nếu như mà các bạn có các cái hoạt động ví dụ như là uh, cho vay này hoặc là mượn theo tuần thì các bạn sẽ được cộng điểm liên tục dựa trên các hoạt động đó Chính vì thế các bạn nên chú ý cái tần suất cũng như là cái việc mà mình thực hiện đều đặn các cái hoạt động ở trên nền tảng của Navi thì các bạn sẽ được nhận được điểm cao hơn Và cái thứ hai đó chính là cái tâm thế khi mà các bạn làm Retroactive ý, thì chúng ta mặc dù chúng ta đã đánh giá tiềm năng dự án đấy đang rất có cơ hội để có thể airdrop cho người dùng rồi Tuy nhiên thì mọi thứ không chắc chắn 100% cho đến khi mà dự án chính thức thông báo Chính vì thế chúng ta hãy giữ một cái tâm thế là một người sử dụng sản phẩm và tránh kỳ vọng quá cao vào việc là các bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng Retroactive Khi mà các bạn sử dụng các cái nền tảng này nha Và một cái điều cực kỳ quan trọng cuối cùng nữa Đó chính là các bạn hãy cần phải quản lý rủi ro khi mà tham gia vào nền tảng DeFi Bởi vì bất kể một cái mô hình DeFi nào thì cũng đều có nguy cơ gặp phải rủi ro về bảo mật hoặc là bị hacker tấn công nên là chúng ta sẽ cần phải có phương án bảo mật ví cũng như là thường xuyên kiểm tra tài sản của mình trên các cái nền tảng này và có cái biện pháp phân bổ vốn cũng như là quản lý rủi ro kịp thời trước những tình huống xấu xảy ra nhé và vừa rồi là phần hướng dẫn chi tiết của mình về cách các bạn có thể sang Retroactive Airdrop ở trên Navi Protocol. Nếu như mà các bạn có bất kể thắc mắc hay là khó khăn gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video mình sẽ vào hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người sẽ có thể có được cơ hội Retroactive Airdrop từ Navi Protocol nhé.